Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển những ngành công nghiệp có thế mạnh. Để nông thôn mới thực sự bền vững. Bảo hiểm cháy nổ chung cư chưa được coi trọng. Hơn 50% số người suy dinh dưỡng của thế giới ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Tấm lòng của một đại đức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp, Lâm Đồng phấn đấu sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh, với mục tiêu phấn đấu GDP lĩnh vực công nghiệp đạt từ 20% trong cơ cấu GDP toàn tỉnh. Cụ thể, các ngành công nghiệp được tỉnh ưu tiên lựa chọn là công nghiệp chế biến rau, hoa, chè, cà phê, điều, ngành công nghiệp chế biến rượu vang và nước trái cây đặc trưng của tỉnh. Ngoài ra, các ngành công nghiệp như cơ khí, dệt may, vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản cũng được tỉnh Lâm Đồng quan tâm chú trọng. Để phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh đặc trưng này, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện như đổi mới cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh. So với năng suất và mặt bằng giá cả trong cùng thời điểm 3 năm vừa qua, thì trên 1 hecta trồng dâu nuôi tầm giống mới, mỗi năm thu lợi nhuận cao hơn từ 2,5 đến 3 lần so với các loại nông sản khác. Theo khảo sát, hiện giá kén dao động từ 160.000 đến 170.000 đồng một ký, có lúc lên đến 220.000 đồng một ký. Giá kén tăng cao là do hiện nay trên địa bàn đã hết mùa mưa, kén tầm cho chất lượng và mẫu mã đẹp nên được thị trường ưa chuộng. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 5.200 hectare dâu tầm, sản lượng kén tầm đạt trên 5.000 tấn một năm, với gần 16.000 hộ dân trồng dâu nuôi tầm tại 10 huyện và thành phố Bảo Lộc. Năm 2017, các sản phẩm tơ tầm phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa mang thương hiệu xuất xứ từ Bảo Lộc đạt giá trị gần 10 triệu đô la. Việc giá kén tầm liên tục tăng cao trong mấy năm nay cho thấy ngành dâu tầm tơ ở Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung đang có dấu hiệu tăng trưởng nóng. Trước mắt, người trồng dâu nuôi tầm đang có lợi vì bán được giá cao. Nhưng ngược lại, nhiều doanh nghiệp cơ sở ươm tơ đang điều đứng, sản xuất cầm chừng và có nguy cơ đóng cửa vì giá nguyên liệu đầu vào quá cao, đồng nghĩa hàng ngàn lao động đang đối diện với nguy cơ thất nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu những tác động của nhà kính đến môi trường của Đà Lạt để có những giải pháp xử lý. Theo các nhà khoa học, bên cạnh những ưu điểm trong canh tác sâu hoa trong nhà kính, tình trạng nhà kính nhà lưới phát triển ồ ạt đã dẫn đến nhiều hệ lụy, như tính đa dạng sinh học trong nhà kính bị hạn chế, thành phần nhiều loại thiên địch trong nhà kính giảm so với môi trường tự nhiên. Một số côn trùng chết thúc như bọ trĩ, bọ phấn, nhện đỏ gia tăng. Sự xuất hiện dày đặc nhà kính làm mất mỹ quan đô thị, mất đi những không gian xanh vốn có và do lượng nước mưa không thấm xuống đất mà chảy thẳng ra suối làm gia tăng nguy cơ ngập lụt cục bộ. Vì vậy, để giảm thiểu tác động tiêu cực của nhà kính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu những tác động của nhà kính đến môi trường Đà Lạt để có giải pháp xử lý. Bên cạnh đó, nghiên cứu các loại cây trồng không cần dùng nhà kính nhưng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao để người dân áp dụng. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cũng đang xây dựng dự thảo quy định quy chuẩn kỹ thuật địa phương và định mức xây dựng công trình nhà kính nhà lưới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 7 mẫu nhà để Ủy ban Nhân tỉnh phê chuẩn. Bên cạnh đó, sở cũng đã có khuyến cáo ngoài những khu vực nhà kính hiện hữu, có những vùng không nên xây dựng nhà kính để đảm bảo cảnh quan môi trường. Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, được người dân đồng tình ủng hộ. Lâm Đồng là tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng mừng trong lĩnh vực này và được Trung ương đánh giá cao. Tuy nhiên, quá trình duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới vẫn còn không ít những khó khăn thách thức, nhất là thực hiện đề án nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Đơn Dương. Vậy đâu là giải pháp để xây dựng nông thôn mới thực sự hiệu quả và bền vững? Số liệu mới nhất từ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng cho thấy, đến nay toàn tỉnh hiện có 77 trên 116 xã và huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66,38% số xã. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh huy động được hơn 57.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước gần 7 tỷ đồng, chiếm gần 12%. Vốn tín dụng hơn 36 tỷ đồng, chiếm gần 60%. Tổ chức doanh nghiệp gần 5.000 tỷ đồng, chiếm gần 10%. Vốn đóng góp của cộng đồng dân cư gần 10.000 tỷ đồng, chiếm gần 19%.
Như vậy có thể thấy nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng được huy động tổng nguồn lực toàn xã hội và ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ nhỏ. Qua đó cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu Tây Nguyên về kết quả xây dựng nông thôn mới, là tỉnh duy nhất của khu vực có huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, đang cùng 4 huyện trong cả nước thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Lâm Đồng cũng là một trong 26 địa phương không có nợ đọng nông thôn mới so với cả nước. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã giúp đời sống nhân dân có nhiều đổi thay về cả diện mạo lẫn chất lượng trên mọi mặt đời sống. Điều này hiện hữu trên những miền quê, kể cả vùng sâu, vùng xa và trong những niềm vui của người dân, nhất là các bậc lão thành đã chứng kiến qua bao sự đổi thay của lịch sử. Khi mà bước chân vào là quê hương đấy thì vì thiếu thốn nên chỉ chăm vào kinh tế đó, nên cây củi vườn thực chưa chăm được. Quê hương tôi thì chỉ có như đường xã, nhưng đối với là làm là họ thích tôi là họ lo những vườn tược, rồi lo nhà cửa, có như là lại giai đoạn đấy là thay đổi nhiều lắm. Nhà cửa, nương vườn, những là chăm sóc là về kinh tế là những vườn tược đó là nhiều. Sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, số các xã về đích tăng lên, nhưng các yêu cầu về quy định trong bộ tiêu chí nông thôn mới cũng được nâng lên theo từng giai đoạn nhằm theo kịp yêu cầu phát triển của xã hội. Vì vậy, con đường về đích nông thôn mới càng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa của các địa phương. Mặt khác, một số địa phương tuy đã về đích nông thôn mới, nhưng một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng lại chưa thực sự được hoàn thiện để có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Trước kia con đường này thì toàn bộ là dân phải bỏ tiền kinh phí ra để làm, tu sửa. Cách đây 5-6 năm mới là làm cái hiến đất rồi. Thì đến nay thì xin đề nghị với nhà nước là tạo điều kiện nên là để là bà con có một cái đường xá đi lại cho nó thuận tiện hơn. Đề nghị với lại các cấp cũng quan tâm. Thứ nhất là thực hiện được các cái con đường mà liên xã. Ví dụ như đường thôn 10, thôn 11 thì cái mức mật độ dân quá thưa, mà con đường liên xã như thế thì chắc là người dân chúng tôi chắc là không thể nào đáp ứng được với lại cái nguồn vốn mà đối ứng như các cái thôn khác mà chúng tôi đã thực hiện. Tại huyện nông thôn mới Đơn Dương, con đường huyết mạch đi qua hầu hết các địa phương trong tỉnh đang xuống cấp trầm trọng do quá trình xây dựng lâu năm cộng với số người và phương tiện lưu thông ngày càng gia tăng. Mặc dù huyện đã thường xuyên duy tu sửa chữa nhưng chỉ có thể khắc phục tạm thời. Những ổ gà, ổ voi luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Cái đoạn đường mà từ Bà Rịa Quảng Lập đi vô Bờ Rõ cũng có nó cũng có một khúc nó cũng rất nguy hiểm, nó ổ gà nó cũng xuống xấu rồi, nguy hiểm lắm. Bây giờ hầu như là ngoài này bị tai nạn nhiều nhất. Đơn Dương là một trong 4 huyện trong toàn quốc được Trung ương chọn chỉ đạo thực hiện đề án mô hình thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới của huyện Đơn Dương vẫn còn nhiều thách thức. Bên cạnh thực trạng nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp, mới chỉ có 25% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chí về thủy lợi cũng gặp khó khăn với 78% đất sản xuất chưa được tưới nước từ các công trình thủy lợi. 30% hệ thống kênh mương chưa được kiên cố hóa. Việc xử lý rác thải chưa thực sự đạt hiệu quả nhằm đảm bảo tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn. Điều này đòi hỏi địa phương có nhiều nỗ lực cũng như sự quan tâm từ các cấp các ngành để Đơn Dương hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2018-2025. Muốn xây dựng được cái huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo định hướng thông minh thì đòi hỏi phải có một nguồn vốn cả về ngân sách đầu tư cũng như là cả về nhân dân tham gia trong chương trình này. Trong giai đoạn này thì về lĩnh vực nông nghiệp, theo cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta sẽ đầu tư về cơ sở hạ tầng, về môi trường, về thủy lợi, về hạ tầng cơ sở và một số về văn hóa, thể dục thể thao, y tế v.v. Nhưng mà người dân phải đồng thuận cũng cùng góp vào để xây dựng. Là huyện thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng ứng dụng nông nghiệp thông minh. Hiện nay, Đơn Dương đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các công nghệ thông minh như là công nghệ cảm biến, điều khiển từ xa, tưới tự động. Toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2018 có 87 trên 116 xã và 2 huyện Đơn Dương, Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, phấn đấu có ít nhất 110 xã,
chiếm 94% tổng số xã và từ 6 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn với các chỉ tiêu đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích đạt 170 triệu đồng một hecta một năm. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 73 triệu đồng, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm giảm từ khoảng 2%. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có công tác tuyên truyền vận động để nhân dân đồng tình, ủng hộ nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng nông thôn mới với những yêu cầu ngày càng được nâng cao. Đối với việc xây dựng nông thôn mới là hết sức là thiết thực, bởi lẽ do người dân quyết định, do người dân được hưởng thụ, thì cái bộ mặt và diện mạo của nông thôn bây giờ nó có những cái bước khởi sắc, đặc biệt là cái hạ tầng giao thông và cái điều kiện thuận lợi phục vụ cho giao thông, phục vụ cho vận chuyển nông sản, như thế nó thuận lợi. Và từ cái đó nó sẽ phát triển về cái lực lượng, phát triển về trong cái lực lượng sản xuất và cái giá trị của cây trồng nó cũng trên một đơn vị diện tích nó cũng có những cái chất lượng hơn, có giá trị hơn. Nông thôn mới đã đưa luồng sinh khí mới đến với người dân nông thôn. Để nông thôn mới Lâm Đồng thực sự đổi thay và xây dựng thành công đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đơn dương đòi hỏi một cơ chế triển khai khoa học cũng như sự đồng thuận cao của nhân dân và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Bởi xây dựng nông thôn mới không phải là chạy theo thành tích mà phải theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, là phải thiết lập một nền tảng chắc chắn tạo đà vươn lên mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Lâm Đồng tăng cường các giải pháp quản lý an toàn hồ đập. Kiểm tra giám sát tại các hội chợ, triển lãm thương mại khi được tổ chức tại Lâm Đồng. Với mục tiêu từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác các hồ đập chứa thủy lợi, nhằm sử dụng có hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn các đập hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du theo các quy định hiện hành trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan cần rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý khai thác đập hồ chứa thủy lợi. Phấn đấu 100% công trình đập hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh được quản lý, vận hành và khai thác đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Trong đó, tất cả các hồ đập thủy lợi đều có đầy đủ hồ sơ thủ tục quy định về an toàn, kiểm định an toàn đập, quy trình vận hành được phê duyệt theo quy định. Đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác quản lý vận hành, khai thác các đập hồ chứa thủy lợi, đầu tư ứng dụng hệ thống trang thiết bị hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành, ứng phó với mưa bão, đảm bảo an toàn đập. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan cá nhân liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập hồ thủy lợi, kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập. Ngoài ra thường xuyên tổ chức theo dõi, kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa lũ, nhằm phát hiện sớm những ứng hòa có nguy cơ gây sự cố công trình để xử lý sớm. Dự kiến nhu cầu kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp và tăng cường công tác quản lý các đập hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 là khoảng hơn 636 tỷ đồng. Được biết hiện nay trên địa bàn Lâm Đồng có 430 công trình thủy lợi, trong đó có 220 hồ chứa, 87 đập dân, 19 trạm bơm, 92 đập tạm và 12 kênh tiêu. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu ngành quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các hội chợ, triển lãm thương mại khi được tổ chức tại Lâm Đồng. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian trở lại đây, nhiều doanh nghiệp đăng ký tổ chức hội chợ thương mại trên địa bàn được Sở Công Thương xác nhận. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, một số đơn vị tham gia hội chợ vẫn chưa thực hiện tốt nội dung kinh doanh đã được Sở xác nhận. Nhất là vẫn còn để xảy ra các sai phạm như tổ chức các dịch vụ cấm kinh doanh tại hội chợ, không đảm bảo công tác an ninh trật tự, hàng hóa không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Vì thế, để hạn chế tình trạng này, qua đó đảm bảo an ninh trật tự trong tổ chức hội chợ, tạo tâm lý yên tâm cho người dân khi vui chơi mua sắm tại các hội chợ, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các hội chợ, triển lãm thương mại khi được tổ chức tại Lâm Đồng. Thời gian kiểm tra giám sát trong suốt thời gian diễn ra hội chợ có báo cáo với Sở Công Thương và Ủy ban dân tỉnh sau khi hội chợ kết thúc. Được biết, từ nay đến cuối năm 2018, Lâm Đồng sẽ có 8 hội chợ thương mại được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại địa phương.
Với mục tiêu nâng cao vị thế và phát huy vai trò của phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề của xã hội hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án tuyên truyền giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Lâm Đồng phấn đấu có khoảng 32.000 hội viên phụ nữ các cấp, 1.700 phụ nữ và người dân tại cộng đồng được tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Không để xảy ra tình trạng các vụ xâm hại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội Liên hiệp Phụ nữ không lên tiếng kịp thời. Có 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan đơn vị được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội. Có ít nhất 16.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, xây dựng ít nhất 44 mô hình vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát về vấn đề xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, tuyên truyền nội dung có liên quan để thực hiện có hiệu quả đề án này trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Huyện Lạc Dương cho biết trong năm 2018, địa phương có 86 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 35 công trình chuyển tiếp, 51 công trình xây dựng mới từ nguồn vốn của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Thông qua nguồn vốn này, huyện Lạc Dương đã thực hiện một số công trình xây dựng liên quan đến đường giao thông, trường học, trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã và một số công trình dân sinh trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt trên 70% kế hoạch. Theo đánh giá, công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn thời gian qua đã được địa phương thực hiện khá chặt chẽ, tuân thủ theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đặc biệt, ngành chức năng huyện Lạc Dương thường xuyên kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công để nhanh tiến độ các công trình dự án, tập trung vào các công trình trọng điểm, kịp thời hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhằm phổ biến tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên học sinh, sáng ngày 4 tháng 11, tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức phiên tòa giả định tại trường Trung học phổ thông Lâm Hà, huyện Lâm Hà. Phiên tòa xét xử sơ thẩm giả định vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đề cập đến câu chuyện thanh niên tham gia giao thông mà không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chạy xe quá tốc độ quy định dẫn đến chết người. Bị cáo bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam. Với nội dung trên, hơn 1.100 học sinh của trường Trung học phổ thông Lâm Hà, huyện Lâm Hà cùng tìm hiểu các tình huống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, những điều luật quy định trong luật để tham gia giao thông đường bộ an toàn. Việc đổi mới hình thức giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ trong khi tham gia giao thông. Sáng ngày 4 tháng 11, Liên đoàn Karate tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn Karate năm 2018. Tham gia kỳ thi có 61 võ sinh của các câu lạc bộ trong toàn quốc, trong đó nhất đẳng có 38 võ sinh, nhì đẳng có 16 võ sinh và tam đẳng có 7 võ sinh. Trong 2 ngày, các võ sinh tham gia thi ở các nội dung lý thuyết, thực hành thi kata, thực hành kumite, thực hành bunkai kata. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Karate tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn Karate. Qua đó tạo điều kiện để các võ sinh trải nghiệm thực tế và học hỏi lẫn nhau, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó thúc đẩy phong trào luyện tập Karate sẽ ngày càng phát triển lan rộng đến tất cả các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Được biết, kỳ thi thăng đẳng sẽ trở thành một hoạt động hàng năm của Liên đoàn Karate tỉnh Lâm Đồng của các năm tiếp theo. Sau 3 ngày tranh tài, giải cờ vua học sinh tỉnh Lâm Đồng năm 2018 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tổ chức đã bế mạc vào sáng ngày 4 tháng 11. Giải lần này thu hút trên 570 kỳ thủ đến từ 68 đơn vị, trường học, câu lạc bộ, trung tâm đào tạo cờ vua trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở nội dung cờ nhanh với 9 nhóm tuổi từ 5 đến 17 tuổi của nam và nữ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Được biết đây là giải có số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay. Thông qua đó là dịp để các kỳ thủ nhí có niềm đam mê với bộ môn cờ vua trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu cờ vua, nâng tầm thành tích. Đồng thời là bước đệm để ngành thể thao Lâm Đồng tuyển chọn các tài năng cờ vua, bổ sung cho các đội tuyển cờ vua trẻ của địa phương tham gia các giải đấu cờ vua khu vực và toàn quốc. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 36 giải nhất, 36 giải nhì, 72 giải ba và 88 giải khuyến khích cho các kỳ thủ đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Phần tin trong nước và thế giới của bản tin thời sự tối nay. Bảo hiểm cháy nổ chung cư chưa được coi trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Hơn 50% số người suy dinh dưỡng của thế giới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2018 ước đạt 3,36 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng năm 2018 đạt 32,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,3%. 9 tháng năm 2018, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 22,8%, 17,7%, 9% và 6,9% so với cùng kỳ năm 2017. Cũng trong tháng 10, thị trường nông sản trong nước diễn ra khá sôi động. Giá lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ trong bối cảnh nguồn cung hạn hẹp. Giá cà phê tăng 10%, giá hạt tiêu tăng do nhu cầu hàng cho xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng. Giá cá tra tăng 3.000 đồng một kg do nguồn cá nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu đang bị thiếu hụt. Giá tôm trên thế giới gần đây đã có xu hướng phục hồi, đẩy giá tôm trong nước tăng khoảng 10.000 đồng một kg. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 10 năm 2018 của cả nước ước đạt 331 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu rau quả của 10 tháng qua đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2017. Về cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu, chủ yếu là rau quả thô hoặc sơ chế với tỷ trọng lên tới 90,3%, các loại rau đã qua chế biến chỉ chiếm 9,7%. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng qua, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 74% thị phần. Một số thị trường khác có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Thái Lan, tăng 35%, Australia, Hoa Kỳ tăng 30% và Hàn Quốc tăng 24,4%. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cũng dự báo các tháng cuối năm 2018, nhiều nhà máy chế biến rau quả có quy mô lớn sẽ bổ sung đáng kể vào năng lực sản xuất, chế biến rau quả xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, ngành rau quả có nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một phương án hiệu quả nhằm khắc phục và ổn định đời sống của người dân khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra. Tuy nhiên, dù chính phủ đã có nghị định quy định tất cả các chung cư đều phải mua bảo hiểm cháy nổ, song nhiều chủ đầu tư vẫn thờ ơ với việc mua bảo hiểm cháy nổ, còn cư dân thì mù mờ về loại hình bảo hiểm này. Sinh sống tại chung cư này được gần 2 năm, thế nhưng khi được hỏi về bảo hiểm cháy nổ cho căn hộ của mình, anh Tuấn cho biết chưa hề được chủ đầu tư phổ biến hay thông báo gì về việc này. Mình nghĩ là cái vấn đề này thì sẽ là do nhiệm vụ và vai trò là của ban quản lý tòa nhà sẽ có trách nhiệm là truyền thông đến từng cư dân. Bởi vì có thể là trong công việc của mình thì mình không biết được là có những cái bảo hiểm cho cháy nổ cho tòa nhà như vậy. Không chỉ anh Tuấn mà nhiều cư dân ở các khu chung cư trên địa bàn Hà Nội cũng chưa nắm rõ về bảo hiểm cháy nổ chung cư. Chủ đầu tư bên tôi thì cũng chưa yêu cầu là cư dân ở chung cư phải mua cái bảo hiểm như thế này. Từ khi chúng tôi về đây mua nhà đến giờ ở thì chủ đầu tư chưa có một cái gì để cho người dân gọi là có một cái tham gia vào bất cứ một quyền lợi gì. Người dân thì mơ hồ, còn chủ đầu tư thì phớt lờ. Mặc dù chính phủ đã ban hành nghị định 23 năm 2018 về phòng chống cháy nổ tại các khu chung cư, nhà cao tầng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Trong đó, quy định tất cả các chung cư đều phải mua bảo hiểm cháy nổ, cả phần tài sản chung và tài sản riêng. Đối với chủ đầu tư và ban quản lý dự án thì sẽ phải mua cái phần mà đầu tư cho các căn hộ, cái phần mà xây thô hoặc là những cái phần đã hoàn thiện xong một cái căn nhà. Còn đối với cái người mà phải tham gia cái phần 2 ấy, là chính là cái bảo hiểm những cái tài sản trong cái ngôi nhà thì là người dân. Tức là cái cư dân tại trong sinh sống trong cái ngôi nhà đó và những cái trang thiết bị tài sản mà họ tự mua về. Như vậy, việc mua bảo hiểm là trách nhiệm của cả hai bên. Trong đó, chủ đầu tư phải nghiêm chỉnh chấp hành để đảm bảo quyền lợi của tất cả cư dân trong tòa nhà khi không may có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần có các chế tài mạnh hơn và công tác xử lý thật nghiêm khắc thì quy định bắt buộc mua bảo hiểm này mới đi vào thực tiễn. Áp dụng theo cái nghị định 167/2013 với cái mức 30 đến 50 triệu đồng đối với cả các cái chủ đầu tư mà không thực hiện nghiêm cái quy định thì chúng tôi cho rằng là cái mức xử phạt này nó còn đang thấp so với cả cái thực tiễn giữa năm 2013 nó đã khác xa với năm 2018. Trong 9 tháng năm 2018, cả nước đã xảy ra gần 3.000 vụ cháy, khiến 73 người tử vong.
thiệt hại về tài sản lên đến 1.590 tỷ đồng. Những tổn thất này cho thấy việc tham gia bảo hiểm cháy nổ và nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy là vô cùng quan trọng. Tình trạng tội phạm sử dụng điện thoại, nhắn tin, gọi điện đe dọa, dụ dỗ người dân, chuyển tiền đang ngày càng gia tăng. Một số vụ việc mới đây tuy đã bị ngân hàng phát hiện, kịp thời ngăn chặn, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp bị mất tài sản không thể lấy lại được. Việc truy xuất nguồn gốc của điện thoại, xác minh thủ phạm, lấy lại tài sản bị chiếm đoạt hiện rất khó. Trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra biện pháp xử lý vấn đề này, thì người dân cần cảnh giác trước những kịch bản lừa đảo quen thuộc của kẻ gian, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt chi nhánh Nha Trang vừa ngăn chặn thành công một vụ khách hàng bị đe dọa lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, một khách hàng đã nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là người của Bộ Công an, thông báo khách hàng có liên quan đến đường dây ma túy, yêu cầu phải chuyển toàn bộ số tiền 720 triệu đồng đang có trong ngân hàng vào một tài khoản ở thành phố Hồ Chí Minh và không được nói cho người nhà biết. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã trì hoãn giao dịch chuyển tiền, kịp thời bảo toàn được tài sản của khách hàng. Theo như thông lệ bình thường, thì khách hàng thì lên giao dịch lần này thì với thái độ hốt hoảng, và việc mà chuyển tiền nó khác với lại các lần trước là nó giữa kỳ chứ không phải là thường là đến cuối kỳ tất toán. Và qua thái độ như vậy thì các bạn của phòng dịch vụ khách hàng và của bộ phận ngân quỹ cũng đã có tiếp cận hỏi thăm, trao đổi tình hình với khách hàng và được khách hàng cũng tiết lộ thông tin. Thì nhận thấy những cái thông tin này trong thời gian vừa rồi truyền thông có đưa tin thì các bạn có nhận định đây là một vụ lừa đảo, và đồng thời là có nhờ cũng người nhà của khách hàng lên làm công tác là an ủi. Thì đến đầu giờ chiều của ngày 24 tháng 10 thì khách hàng mới nhận thấy tình hình đây là một vụ lừa đảo nên đã có cái động thái là chấm dứt, tạm ngưng cái việc chuyển tiền này. Thời gian gần đây, nạn lừa đảo qua điện thoại ngày càng gia tăng. Thủ đoạn thường gặp là nhắn tin trúng thưởng, giả danh công an, nhân viên bưu điện gọi điện thông báo khách hàng bị nợ cước, có bưu kiện khả nghi hay đang dính líu đến pháp luật. Mục đích cuối cùng là dọa khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền vào một tài khoản nào đó. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ khách hàng bị lừa và mất tài sản, không thể thu hồi được tiền trong tài khoản vì giao dịch chuyển tiền đã hoàn tất. Đối tượng dễ mắc bẫy thường rơi vào người lớn tuổi, người nhẹ dạ hay mất bình tĩnh và những người thiếu thông tin về kiểu lừa đảo này. Việc xác minh số điện thoại lừa đảo cũng không đơn giản. Bản thân tôi thì tin nhắn về những cái việc mà nhận giải thưởng cũng nhiều, và nhưng mà thường thường là không để ý tới, tại vì cũng qua báo đài cũng nghe những anh em phản ánh lại. Khi mà nhận những cái việc mà liên quan như vậy, mình cũng phải đặt ra một nghi ngờ mình không làm việc đó mà tại sao là như vậy. Thường thường họ lừa đảo bằng các cuộc điện thoại tin nhắn, thì chúng ta nên những cái số đó thường thường là số mạo danh, cho nên theo tôi thì các mình phải có liên kết với những cái bên ví như là viễn thông, như những cái hãng điện thoại, để mà mình phải phối hợp với nhau để mình hạn chế những việc đó, để khỏi hoang mang cho người dân. Sau khi các nhà mạng thực hiện cái việc đăng ký đầy đủ thông tin thuê bao và chống cái sim rác ở trên thị trường, thì cái việc đó các đơn vị họ lừa đảo thì họ không sử dụng cái số di động nữa, mà họ chuyển qua các cái số điện thoại VIP. Và trên cái cuộc gọi VIP thì nó xuất phát cái nguồn gốc cuộc gọi thì có cái chuỗi số rất là dài và giống như là những cái số nước ngoài, ví dụ như là 001 bao nhiêu đó. Thì cái việc điều tra xác minh liên quan và cái kỹ thuật cho cái điều tra là cuộc gọi xuất phát từ đâu thì có thể làm được, tuy nhiên là tốn rất nhiều thời gian và liên quan rất nhiều đơn vị, các bộ phận. Nạn lừa đảo qua điện thoại thường có kịch bản khá giống nhau, không khó để nhận biết. Tuy nhiên, trong lúc cơ quan chức năng chưa có giải pháp ngăn chặn, xử lý triệt để, thì người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận thấy vụ việc khả nghi, người dân nên liên lạc ngay với đơn vị viễn thông, cơ quan công an và ngân hàng để cùng xác minh điều tra vụ việc. Không nên hoảng hốt nghe theo lời đối tượng để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã đến đúng thời điểm để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada có thể tận dụng lợi thế tại các thị trường chủ chốt ở châu Á, đa dạng hóa thương mại và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, một đối tác ngày càng khó tính và khó đoán định. Đây là nhận định vừa được Canada West Foundation
tổ chức tư vấn uy tín có trụ sở tại thành phố Calgary của Canada đưa ra. Theo tổ chức này, CPTPP đem đến một số lợi thế cho các doanh nghiệp Canada như khả năng tiết kiệm tới hơn 400 triệu đô la Mỹ tiền thuế quan mỗi năm và chiếm thị phần của doanh nghiệp các nước không nằm trong hiệp định. Ngoài ra, CPTPP tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ giao thương dễ dàng hơn như tiến trình thông quan hàng hóa thuận tiện, điều chuyển nhân sự, bảo vệ tốt hơn các giao dịch thương mại và vấn đề bản quyền trí tuệ. Giới phân tích đánh giá, khi chủ nghĩa bảo hộ leo thang tại Mỹ, nhu cầu phải đa dạng hóa thương mại chưa bao giờ lại rõ ràng hơn thế đối với Canada, và châu Á là động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và Canada cần có chỗ đứng để tận dụng lợi thế của thị trường này. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết, hơn một nửa số người bị suy dinh dưỡng của thế giới sống ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khiến nơi đây trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt nạn đói, cùng cực và suy dinh dưỡng. Và điều này phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của tổ chức này. Báo cáo có tiêu đề Tổng quan khu vực về an ninh lương thực và dinh dưỡng do 4 tổ chức của Liên Hợp Quốc cùng công bố cho thấy tình trạng khó khăn của những người đói ăn và suy dinh dưỡng đã đến mức độ thực sự bế tắc ở nhiều nơi trong khu vực, với dân số gần nửa tỷ người bị suy dinh dưỡng. Báo cáo cảnh báo sự mất mát rất lớn về con người đối với châu Á-Thái Bình Dương và các nền kinh tế khu vực này nếu các quốc gia không đưa ra được những biện pháp cải thiện hiệu quả trước năm 2030. Trong khi đó, các nỗ lực về cơ bản đã bị đình trệ, khiến việc đạt được mục tiêu không còn nạn đói trong mục tiêu phát triển bền vững ngày càng khó khăn. Đây là lần đầu tiên 4 cơ quan của Liên Hợp Quốc cùng công bố một báo cáo về vấn đề trên, nhấn mạnh đến tính cấp bách của tình hình, thể hiện một mặt trận thống nhất và kêu gọi hành động từ chính phủ để đạt được cam kết của các nước về mục tiêu phát triển bền vững. Singapore chỉ là một quốc đảo nhỏ, nhưng lại được biết tới là một quốc gia có nền giáo dục tiên tiến vào loại bậc nhất trên thế giới. Với một lượng không nhỏ học sinh, sinh viên quốc tế theo học, trong đó có khoảng 8.000 học sinh, sinh viên Việt Nam. Vậy đâu là những điểm nhấn tạo nên sức hút đặc biệt của hệ thống giáo dục Singapore? Giáo dục tại Singapore được coi là nền tảng cho mọi sự phát triển. Ngay từ đầu, Singapore đã chú trọng tới giáo dục từ cơ sở vật chất, định hướng đào tạo, giáo viên. Đất đai là tài sản quý giá nhất tại quốc đảo nhỏ bé này, nhưng phần lớn lại dành cho các trường học với nhiều cây xanh xung quanh. Giảng đường được xen kẽ bởi các khu sinh hoạt chung để giảm tải áp lực học tập. Đặc biệt, hệ thống giáo dục rất linh hoạt và đa dạng để tất cả đối tượng học sinh, sinh viên đều tiếp thu tốt kiến thức. Điểm hay nhất mình thấy ở giáo dục Singapore đó là họ phân hệ ngay từ khi trẻ bé. Khi bước chân vào lớp 1, con có thể vào bất kỳ trường nào, lớp nào, không phân biệt. Nhưng hết lớp 1 thì học sinh đã bắt đầu được chia hệ, trò giỏi sẽ luôn luôn được chú trọng và học trò đuối cũng được nâng đỡ. Và mình nhận thấy một điều rất đặc biệt là những giáo viên giỏi đều ngồi ở những lớp kém. Giáo viên, giảng viên họ đều rất là đặc biệt, thật sự là quan tâm tới cái mức độ tiến bộ của sinh viên. Và khi mà họ nắm rất rõ về lịch học tập của sinh viên và họ như thế là họ đã từng trải, và thật sự họ đã từng trải với chuyện đó. Quan điểm của giáo dục Singapore là chú trọng vào việc phát hiện ra những tài năng, đam mê của học sinh, sinh viên và cùng các em nuôi dưỡng khát vọng sống cho tương lai của đất nước. Ý nghĩa ở đây là không chỉ có làm việc nhưng mà trường còn phải nhấn mạnh vào trong những cái hoạt động ngoại khóa, những cái chương trình ngoài giờ, những cái chương trình bổ trợ giúp cho sinh viên không chỉ biết tốt được chuyên môn của mình nhưng mà còn phải biết được cách giao tiếp với người khác. Có thể nói, phương châm giáo dục dạy ít học nhiều, thấm nhuần tới từng học sinh, sinh viên để giúp họ nâng cao năng lực tự học, bám sát thực tiễn. Giáo viên và cán bộ quản lý luôn cải tiến phương pháp giảng dạy sao cho tinh gọn, giúp học sinh và sinh viên thực sự làm chủ lớp học. Học về rác thải, tất cả các con được đưa ra đảo rác thải. Học về điện, các con đi ra khu vực sản xuất điện. Chính vì thế nên các con được thực hành rất là nhiều. Hay đặc biệt hơn, học về giao thông. Việt Nam mình không có. Singapore có hẳn một cái đảo giao thông cho học trò học. Singapore còn luôn khuyến khích cho học sinh của mình tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng mềm nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện. Môi trường học tập ở Singapore ngoài những tập trung về chuyên môn thì bọn em đặt rất là nhiều quan trọng vào các hoạt động ngoại khóa, và những hoạt động ngoại khóa của bọn em thì không chỉ trong ở tầm ở quốc gia mà bọn em còn vươn ra tầm khu vực. Và ngay từ lúc còn ở trong trường thì bọn em đã được tiếp cận với những các công ty lớn, các tập đoàn lớn, cộng với cơ hội để thực sự làm những công việc có ích. Đáng chú ý, Singapore xác định đổi mới giáo dục đại học là tất yếu để phù hợp với luồng phát triển của thế giới. Nếu trường có thể đổi mới được, nhà nước sẽ chi trả đủ chi phí để trường thực hiện thông qua những chương trình dự án đầu tư.
Chính những yếu tố như vậy đã thực sự mang lại thành công cho hệ thống giáo dục Singapore, và không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết các tập đoàn lớn thâm nhập vào thị trường châu Á đều mở văn phòng tại Singapore, bởi quốc gia này thực sự là một nền kinh tế tri thức và tri thức đóng một vai trò quan trọng trong thành công của mỗi người dân. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay: cùng gặp gỡ tấm gương điển hình trong công tác thiện nguyện vì cộng đồng tại huyện Đức Trọng. Đoàn kết lại đoàn kết, thành công đại thành công. Giang dây non nước biên rộng, mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng. Thưa quý vị và các bạn, luôn năng nổ nhiệt tình trong việc tuyên truyền vận động chức sắc và Phật tử chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực chủ động và hết lòng với các hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương. Đó chính là chân dung của Đại Đức Thích Hiển Huệ, trụ trì Tịnh Thất Hương Huê, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, một người đã có nhiều năm gắn bó với công tác thiện nguyện trên địa bàn. Chúng ta cùng gặp gỡ tấm gương điển hình qua ghi nhận sau. Với trái tim nhân hậu khiêm nhường, luôn trải lòng mình với hạnh nguyện, giáo hóa chúng sinh, phát tâm làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Đó là những gì mà mọi người thường hay kể về Đại Đức Thích Hiển Huệ, trụ trì Tịnh Thất Hương Huệ tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Đến với cửa Phật từ năm 1994, hơn 20 năm cũng là khoảng thời gian Đại Đức Hiển Huệ được tiếp xúc và gắn bó với công tác từ thiện nhân đạo tại địa phương. Không quản nắng mưa, Đại Đức Hiển Huệ thường xuyên vận động Phật tử cùng giúp đỡ nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn. Hàng năm, vào các dịp lễ Tết hay đại lễ Phật đản, Đại Đức Hiển Huệ vẫn thường lui tới hỏi thăm, trao quà cho các gia đình khó khăn, những em nhỏ vượt khó học giỏi, không chỉ tại các thôn của xã Ninh Gia mà còn tại nhiều xã của huyện Đức Trọng. Trong năm 2017, Tịnh Thất Hương Huệ và Tăng Ni Phật tử ở thôn Thiện Chí đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương, bà con nhân dân và các nhà hảo tâm chung tay cùng đóng góp nhiều ngày công lao động, gần 500 triệu đồng để xây dựng đoạn đường liên thôn tại đây. Hàng năm thì Ban Từ Thiện Phật Giáo huyện Đức Trọng cũng ra sức đóng góp để hỗ trợ vận động, là để lo cho bà con, và luôn luôn vận động Phật tử, bà con, giáo đồ ở đây luôn luôn sống tốt đời đẹp đạo, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Để có kinh phí đi làm từ thiện, Đại Đức Thích Hiển Huệ đã vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp. Số tiền nhân dân công đức tại Tịnh Thất cũng được Đại Đức trích ra một phần để ủng hộ. Và suốt bao năm qua, Đại Đức Hiển Huệ vẫn cố gắng thực hiện tâm nguyện của mình là giúp cho những mảnh đời kém may mắn, không chỉ ở Đức Trọng mà còn tại nhiều địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng, bớt đi phần cơ cực, cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thầy Hiển Huệ đại diện cho cái bên chức sắc của Phật giáo là cũng đã vận động kêu các nhà Phật tử hảo tâm đóng góp xây dựng, cụ thể là nổi bật nhất là cái đoạn đường của khu dân cư của thôn Thiện Chí, thì vừa qua đã huy động đóng góp của các nhà hảo tâm và công sức nhân dân đã hoàn thành cái đoạn đường đó, hiện nay đã đưa vào sử dụng rất thuận tiện cho bà con đi lại. Ngoài ra thì các công tác nhân đạo từ thiện là những cái gia đình khó khăn và neo đơn thì thầy cũng vận động và cũng thăm hỏi, tặng quà, cũng giúp đỡ cho những hoàn cảnh đó. Với Đại Đức, làm từ thiện vốn xuất phát từ cái tâm, và công việc đó mang lại cho thầy cảm giác thanh thản, bình an trong tâm hồn. Bởi theo Đại Đức Thích Hiển Huệ chia sẻ, cuộc sống vốn dĩ vẫn còn nhiều cảnh ngộ rất đáng thương. Đại Đức chỉ lo không giúp được hết. Giúp người cũng chính là giúp mình. Người ta bớt khổ thì tâm mình cũng thanh thản hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.